Lấy danh nghĩa người nhà, Lý Tiêm Tiêm đàm Tùng Vận lấy lộ thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất. Lạc quan hồn nhiên và không biết buồn là gì, chính là những từ mà bố Lý Hải Triều mô tả về con gái Lý Tiêm Tiêm đàm Tùng Vận của mình. Nhà có ba anh em Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu, Lý Tiêm Tiêm, đại diện cho ba tính cách hoàn toàn khác nhau. Nếu như từ lúc bé anh lớn Lăng Tiêu luôn trầm lặng, ít nói cười, anh nhỏ Hạ Tử Thu ngoan ngoãn rất biết nghe lời, thì riêng mỗi Lý Tiêm Tiêm là tràn đầy tinh thần lạc quan, hoạt bát và lém lỉnh, chẳng biết sợ là gì. Chẳng phải do bố Lý luôn chiều lên Tiêm Tiêm mới như vậy, mà bởi vì tính cách cô bé luôn nghĩ đơn giản và không có chuyện gì khiến cô bé buồn lâu. Như lúc Lăng Tiêu mới về cùng khu nhà, bố Lý dặn Tiểu Tiêm mang hạt óc chó nên tặng quà cho mắt cho anh Lăng Tiêu, nhưng bố Lý lẫn Tiểu Tiêm đều không biết hạt óc chó chính là nguyên nhân khiến em gái ruột của Lăng Tiêu qua đời. Vì thế khi Lăng Tiêu hất đổ rổ quà, lúc đó Tiêm Tiêm thay vì nổi giận hoặc khóc lóc thì phản ứng của cô bé lại là nhặt hết các hạt óc chó bị rơi, quay sang nói với bố, lần sau mình tặng món khác đi, món này có vẻ như anh Lăng Tiêu không thích đâu. Hay khi lớn lên, dù nhà toàn đàn ông, nhưng Lý Tiêm Tiêm rất hồn nhiên thông báo với cả nhà về lần đầu tiên có nguyệt sự ngay giữa bữa cơm, khiến cho bốn người đàn ông còn lại trong nhà cứng họng. Bố Lý phải lật đật đi tìm các cô hàng xóm trợ giúp, một khóa lần đầu là mẹ ngay và luôn. Chưa kể Lý Tiêm Tiêm còn tặng hai anh trai của mình quần jean màu đỏ với lý do mang lại may mắn ngày hai anh đi thi. Nếu thế cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng mấu chốt người tặng lại là Tiêm Tiêm, cô nàng còn hồn nhiên bắt hai anh phải cho mình xem là thực sự có mặc mới chịu cho hai anh tới trường. Điều này làm hai ông anh ngượng chín mặt, nhưng vì chiều thêm cô em gái út đành phải nghe theo. Nếu Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu đúng chuẩn con nhà người ta, thì Tiêm Tiêm lại đạt đủ chuẩn con nhà mình không lệch đi đâu được. Ngày họp phụ huynh như các ông bố bà mẹ khác, bố Lý lại nghe thầy răn đe cả buổi vì tình hình học tập sa sút của Tiêm Tiêm. Người bố già luôn có một ước mơ là không cần con gái phải học giỏi, chỉ cần con gái yên ổn học cho xong là bố đã mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!